Cũng như bao làng quê khác, người dân xã Hoài Thanh Tây quanh năm tất bật với ruộng vườn. Trong cuộc sống bình yên ở làng quê này, tình làng nghĩa xóm luôn là điểm tựa cho bao con người, bao hoàn cảnh có được niềm tin, tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đang còn sức trẻ và là lao động chính trong nhà, sau một lần ngã vào năm 2009 đã khiến chị Phan Thị Nhàn trở thành người tàn tật, phải nằm một chỗ suốt mấy năm nay. Ba lần mổ hộp sọ với kinh phí hơn cả 100 triệu đồng cũng không cứu giúp chị Nhàn trở lại bình thường. Nhà đã nghèo, nay hoàn cảnh càng trở nên khó khăn. Với nghề cắt tóc tại nhà, anh Bảy chồng chị Nhàn khó có thể xoay sở được mọi việc nếu không có sự giúp đỡ của bà con trong xóm. Hầu giờ thì lắng giềng ở đây thì thôn xóm thì thấy bà con cũng giúp đỡ cho thím Nhàn đây thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà ở gần gũi ra chị em thì tôi cũng hay qua lại. Tôi nói thiệt từ hôm nay thì tôi cũng bị tai nạn. Tôi cũng bị cái chân rồi cũng từ năm quá tới giờ thì cũng 2-3 ngày thì cũng ghé lại thăm. Có chút đỉnh gì, ví dụ lâu lâu mình dỗ cúng hay là gì vậy thì cũng đem cũng cho. Rồi ở đây bà con ở số mới làng đây cũng vậy. Như những người mà già yếu đồ dạy đấy thì ở thôn xóm này thì thấy cũng rất là quan tâm, cũng lắng giềng đồ cũng tới thêm hỏi đồ dạy đấy. Thôn Ngọc An Đông nơi chị Nhàn sinh sống chỉ có 120 hội viên phụ nữ sinh hoạt, nhưng có đến 15 chị thuộc hộ nghèo. Chính vì thế, bên cạnh sự cưu mang giúp đỡ của bà con, phụ nữ xã Hoài Nhơn đã đến với những phụ nữ gặp khó khăn như hoàn cảnh của chị Nhàn để kịp thời sẻ chia. Với chị Nhàn, sự quan tâm giúp đỡ của chị em phụ nữ trong xã là vô cùng quý giá. Bởi hơn ai hết, chị hiểu rõ cuộc sống của phụ nữ nơi đây. Trân trọng những tấm lòng tình cảm của mọi người dành cho mình, chị vẫn cố tập luyện trên giường bệnh với hy vọng có thể đi lại được, để rồi tự mình giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Với hộ ông Nguyễn Cát, dù đã ở tuổi 80, song vợ chồng ông phải chăm sóc đứa cháu nội ngay từ mới lọt lòng. Bởi bố cháu đi làm biển xa, còn mẹ thì không nhìn mặt con. Dẫu biết rằng, sự ra đời của đứa cháu nhỏ đã đem lại niềm vui cho vợ chồng ông lúc về già. Song tự tay nuôi nấng vỗ về trẻ còn nhỏ là chuyện khó đối với vợ chồng ông. Đồng hành với những khó khăn của vợ chồng ông Cát, phụ nữ thôn Tài Lương 4 đã có mặt từ những ngày đầu, cùng giúp gia đình ông nuôi nấng đứa cháu 5 tháng tuổi khỏe mạnh. Phụ nữ Hoài Thanh Tây cũng rất cảm thông trường hợp đặc biệt của gia đình ông và đã có sự hỗ trợ kịp thời với những việc làm hết sức thiết thực. Nhận cái số tiết kiệm này là của giáo chức phụ nữ ở xã đã trao, trong đây là số tiền 1 triệu đồng để làm cái sổ tiết kiệm cho cháu nó được không lớn, nuôi cho nó không lớn. Thì không gì quý bằng tôi xin cảm ơn, vì nữ giới nữ là người mẹ hiền, mà một tấm lòng vàng là bên cái giới nữ là dễ tỏ bè nhiều nhất. Cái lịch sử của con cháu này sinh đẻ ra rất là khổ sở, gia đình thì cũng khổ sở, nhưng mà cái hoàn cảnh điều kiện nó rất khó khăn, cho nên là không biết gì hơn nhờ ở cái sự soi sáng của ngành giới đây, mà nhất là phụ nữ ở địa phương này đã trực tiếp nghe từ buổi ban đầu, cho sữa, cho tiền, rồi cho tất cả những đồ dùng cho cháu như tã, áo quần rồi đấy, là ở nữ đây vận động rất là tốt. Cũng từ sổ tiết kiệm do phụ nữ xã Hoài Thanh Tây trao tặng, hai chị em Lan ở thôn Tài Lương 4 được tiếp thêm nghị lực để đến trường, cùng vui chơi học tập với bạn bè trang lứa. Là học sinh giỏi nhiều năm liền, song 2 năm về trước, hai chị em Lan đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng khi mẹ mất vì bệnh tim. Nhà nghèo, bố thường đi làm ăn xa. Nếu không có sự chăm sóc của ông bà, sự động viên của chị em phụ nữ trong thôn, có lẽ giờ đây hai chị em Lan phải vất vả lao động để mưu sinh. Con được học vấn, có thể cũng đã dừng lại. Thế thì quyền các cấp này về đây cũng sẽ giúp đỡ gia đình tôi nghèo khó khăn. Vậy tôi cũng cảm ơn, tôi biết nói gì. Cái nuôi con thì tôi phải lo hết trách nhiệm,
thì mình lo cho đến cùng rồi học hành rồi thầy cứu cho con hả, con học lên người thôn Tà Lương 4 thì có cái quỹ tấm lòng vàng thì phát động từ chị em phụ nữ đóng góp quyên góp vào, thì không riêng gì cô Phẩm mà nói chung thì tùy cái hoàn cảnh gia đình, nếu mà cảm thấy nghèo ấy thì giúp đỡ nhiều hơn, còn ít thì giúp đỡ ít hơn là nói chung. Còn con heo đất ấy thì hàng năm ấy thì vào hai dịp ngày 8 tháng 3 sinh hoạt thì đi ra cái đẻ con heo đất đấy, thì chị em tự giác là người kẻ ít người nhiều từ 50 đến 20 đến 30 thì tùy theo. Thế xong đến ngày 20 tháng 10 thì bắt đầu là kết thúc thì là đập heo đất ra thì tổng kết được bao nhiêu thì tuyên bố đẻ vào đấy, thì bắt đầu sau là từ cái quỹ đấy để giúp đỡ từng những gia đình mà gặp hoàn cảnh khó khăn neo đơn. Giúp đỡ gia đình chị Nhàn vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình ông Cát và gia đình anh Hùng. Đó chỉ là những việc làm nhỏ trong ba việc làm nhân ái khác được phụ nữ xã Hoài Thanh Tây duy trì trong 3 năm qua. Nguồn kinh phí này có được từ con heo đất tiết kiệm, từ nguồn quỹ tấm lòng vàng và là số tiền được tích góp từ những đồng tiền nhỏ nhất của chị em phụ nữ trong xã. Đây cũng là hai trong nhiều mô hình học và làm theo lời Bác được phụ nữ xã Hoài Thanh Tây phát động và được chi hội các địa phương hưởng ứng mạnh. Nói chung là từ khi mà có cái cuộc chỉ đạo ở trên á, là về cái cuộc mà vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh á, thì đối với nữ xã thì tổ chức là bắt đầu phát động là rầm rộ và mạnh, nhất là từ năm 2007, cuối năm 2007 thì là phụ nữ xã tổ chức rất là nhiều mô hình, ví dụ chẳng hạn như là cái mô hình mà hũ gạo tình thương, rồi là ống tiền tiết kiệm, và đặc biệt nhất á, thì năm 2010 và năm 2011 là phụ nữ xã tổ chức cái mô hình gọi là mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tại chi hội, và cái mô hình là xây dựng cái quỹ tấm lòng vàng. Thì qua hai cái mô hình này thì hội phụ nữ xã là đã chỉ đạo cho các chi hội là mình phát động tại chi hội mình, và với số tiền đó thì cái ý nghĩa đặc biệt hết sức quan trọng đó là ý nghĩa nhân văn, là tạo điều kiện mà giúp đỡ cho các cái phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì qua các cái mô hình mà chị em mình tổ chức phát động thì phải nói là được là rất là đông đảo là hội viên phụ nữ là hưởng ứng và tham gia rất là mạnh mẽ. Giờ đây hình ảnh con heo đất đã quen thuộc với chị em phụ nữ khắp các thôn của xã Hoài Thanh Tây. Không chỉ đợi đến dịp phát động, hành động góp tiền vào con heo đất hay quỹ tấm lòng vàng được chị em thực hiện hàng ngày mỗi khi phụ nữ có điều kiện. Con heo đất luôn có mặt tại nhà chi hội trưởng, và đó là điều kiện để chị em nuôi heo ngày một tốt hơn. Heo đất được chăm no, tất nhiên sẽ có thêm nhiều phụ nữ và trẻ em trong xã được giúp đỡ. Con heo đất này là bây giờ là nghĩ là chị em phát động chị em để tiết kiệm nuôi con heo đất này cho nó, để mà khi chị em có đeo bệnh đột xuất là khỉ con heo đất ra để là giúp đỡ cho chị em đeo bệnh, là tiết kiệm cũng như lời của Bác dạ, là phải mình phải tiết kiệm đủ mọi mặt dạ, rất là có lợi. Như Bác cũng tiết kiệm, ví dụ chị em ăn nhiều thì là tiết kiệm lại ít, như Bác cũng dạ dạ bỏ lại ít để giúp đỡ cho bà con rồi dạ. Với phụ nữ xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, việc triển khai các mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thổi một luồng sinh khí mới, khơi dậy các hoạt động của phụ nữ, trong đó tập trung hướng đến việc sẻ chia, giúp đỡ những gia đình khó khăn, những hoàn cảnh không may. Bên cạnh hưởng ứng các phong trào mô hình do Trung ương hội phát động, nhiều mô hình mới được chị em nghĩ ra và phát động trong toàn hội, nhận được sự đồng tình và ủng hộ cao. Chỉ với phong trào nuôi heo đất tiết kiệm và xây dựng quỹ tấm lòng vàng, nhiều hình thức tổ chức đã được triển khai. Không thể mà một lúc mình bỏ ra một cái khoản tiền lớn, nhưng mà cứ mỗi một lần mình đi họp hoặc là nhân một cái buổi lễ nào đó mình tổ chức mình phát động, thì chị em mình có thể là tích góp. Cái mô hình mà nuôi heo đất tiết kiệm tại chi hội á, thì đến giờ này á, thì xã đã tổ chức và phát động qua nhiều đợt, thì tổng số tiền là được
11.230.000 đồng. 100% cán bộ hội hưởng ứng và tham gia tốt các phong trào, mô hình học tập và làm theo lời Bác. Điều đó cho thấy lời dạy của Bác đã dần ngấm vào suy nghĩ hành động của phụ nữ xã Hoài Thanh Tây. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới đang được phát động trong cả nước, phụ nữ Hoài Thanh Tây cũng đã có những sáng kiến hay, đem lại những lợi ích thiết thực trong cuộc sống của bà con địa phương. Trong những ngày này, nhiều tuyến đường điện ở xóm 1 thôn Tà Lương Ba được kiểm tra sửa chữa, chuẩn bị cho việc chiếu sáng dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Cùng với hệ thống dây điện kéo vào nhà dân, những bóng đèn chiếu sáng được mắc trên các cột đèn, trên những thân dừa cao dọc các tuyến đường trong thôn cũng đã được kiểm tra nhằm đảm bảo chức năng chiếu sáng. Ở xóm 1 thôn Tà Lương này, cứ 7 hộ liền kề lại được thắp sáng một bóng đèn. Những nơi thưa thớt dân cư thì 3 hộ đã được chiếu sáng một bóng. Trước đây thì điện nông thôn thắp sáng rất là lâu, nhưng mà về đêm thì nó rất là lu mờ, bà con nhân dân ta đi lại thì nó rất là khó khăn, đi rất sợ sệt. Cái thứ nhất là những cái khi mà ta đi về là xe cộ ta chạy ngang qua lại là không có điện, là ta gấp tiếng. Và thế sao phụ nữ xã vận động phát động chương trình này thì ở xóm cũng thôn tôi cũng là đảng viên ở cơ sở này thì thống nhất trong cái cuộc họp chung của thôn mới vận động đề nghị chỗ phụ nữ thôn là báo cáo với tổ để được triển khai chương trình này. Việc thắp sáng đường điện nông thôn bắt đầu từ ý tưởng của một cán bộ chi hội phụ nữ và trở thành phong trào được phụ nữ xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định phát động. Từ một xóm của một thôn, đến nay đã có 4 trong 10 thôn của xã đã tiến hành bắt điện đường nông thôn. Có điện, sinh hoạt của bà con địa phương thay đổi hẳn, từ chuyện học hành, vui chơi của con em, cho đến sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể trong xã đã có sự đổi khác. An ninh trật tự trong xóm cũng được đảm bảo hơn. Thì thấy bà con hưởng ứng, nhiều người là nói dài dạy thao cô cứ bây giờ cô ra cô mua đi rồi về bao nhiêu là lũ con tính lại cho cô thì cô mới sẵn sàng ra đại lý đó cô mua về tất cả đây rồi là mới kêu là thợ điện á tới là cũng gian khác mình làm ti cái đơn giản nhưng mà mình thấy là bà con nó hưởng ứng mà lại có một cái lợi ích con cháu đi về đi học không có bị sợ mà không có bị khi động. Đây là một cái mô hình mới mà đối với xã Hoài Thanh Tây tổ chức được cái mô hình này thì phải nói là đường làng quê của mình mà tự nhiên cái sáng lên là phải nói là chị em rất là sung sướng và nghĩ rằng là tự nhiên mình có một cái suy nghĩ giống như là ở hơi có một cái mơ ước giống như thành thị. Bởi vì mình đi vào thành phố thì mình thấy đêm hôm, ban đêm nó cũng như ban ngày, mà của mình đây thì lâu nay thì nó tối tăm quá. Cho nên là sau khi mà đã thực hiện được cái mô hình này, phải nói là các cái bậc phụ huynh đó và gia đình đó là rất là phấn khởi. Mô hình thắp sáng điện nông thôn ở Hoài Thanh Tây được nhân rộng cũng là điều dễ hiểu, bởi lợi ích đem lại từ mô hình này thì nhiều, mà chi phí tiền điện của mỗi hộ chẳng là bao, chỉ từ 2-5.000 đồng mỗi tháng. Điều quan trọng là cách thức tổ chức và quyết tâm thực hiện khi triển khai mô hình này. Niềm vui của bà con xã Hoài Thanh Tây giờ đây không chỉ là có điện sáng về đêm, mà việc đi lại giữa các thôn xóm trong xã cũng thuận lợi hơn. Cả một vùng nông thôn giờ đã sáng điện. Một diện mạo mới của xã Hoài Thanh Tây trong xây dựng nông thôn mới đã khởi sắc. Cùng với giúp đỡ chị em hội viên và con cháu vượt qua bệnh tật khó khăn để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, việc hưởng ứng các phong trào xây dựng xã hội đã trở thành nếp nghĩ của phụ nữ Hoài Thanh Tây và là niềm tự hào chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định khi nói về phong trào học tập và làm theo lời Bác. Cũng chính vì lẽ đó mà các mô hình học tập và làm theo lời Bác tại Hoài Nhơn được duy trì và ngày càng mở rộng ra nhiều địa phương khác ở Bình Định.